Na sinh hai công chúa, Chu Lệ Dĩnh không những phải tặng thêm quà mà còn bị trêu chọc. Ngày 1 tháng 2, showbiz xôn xao vì hai công chúa nhỏ nhà Trương Kiệt Tạ Na ra đời. Người người chúc mừng cặp đôi trên Weibo và tặng em bé rất nhiều những món quà xinh xắn. Dĩ nhiên, trong những ngày trọng đại này của Tạ Na, không thể thiếu bóng dáng cô bạn thân thiết tiểu đệ Chu Lệ Dĩnh. Mặc dù bận rộn lịch trình quay phim, song Chu Lệ Dĩnh vẫn chưa bao giờ quên vị đại ca đang sắp sinh của mình. Một tháng trước ngày Tạ Na sinh, Dĩnh Bảo còn đặc biệt chuẩn bị một ổ khóa vàng ròng mang hàm ý chúc cho em bé khỏe mạnh, gửi đến tận nhà vợ chồng Trương Kiệt và Tạ Na. Tuy nhiên, món quà gửi đến nhà lại chẳng có thiệp, cũng không tên tuổi, địa chỉ, khiến Tạ Na nghĩ rằng người bạn này muốn thầm lặng gửi tâm ý của mình. Nhưng chỉ mấy ngày sau, người gửi đã đánh tiếng, hỏi Tạ Na rằng sao còn chưa nhận được món quà tinh tế của nhị đệ. Và bà xã Trương Kiệt chỉ còn biết trách cô nàng quay phim đến ngơ ngẩn rồi mà thôi. Từ đó đến nay, Chu Lệ Dĩnh vẫn luôn theo sát tình hình của Tạ Na và kịp gửi lời chúc mừng đến cô trong ngày vượt cạn. Dù không thể đến được tận nơi, nhưng Chu Lệ Dĩnh đã gửi lời chúc mừng trên bài đăng của Trương Kiệt trên trang cá nhân. Trong bình luận, Chu Lệ Dĩnh lại khiến người hâm mộ cười bò vì lời chúc vô cùng hài hước của cô nàng. Thật lợi hại đại ca, chúc mừng, kính ngưỡng của ta đối với đại ca như nước sông cuồn cuộn không dứt, không nói nữa, ta lại đi mua cái khóa. Dễ thương và vô cùng dí dỏm, cư dân mạng cho rằng chắc chắn Chu Lệ Dĩnh đang rất vui mừng vì được thăng chức thành nhị thúc. Nhưng họ cũng không quên trêu đùa cô nàng rằng không biết lần này Dĩnh Bảo có định gửi ổ khóa ẩn danh nữa hay không. Bên cạnh đó, không ít người lại réo rắt cô nàng rằng Tạ Na đã sinh con rồi kìa, còn chưa mau tìm một nửa của mình rồi yên bề gia thất cho con dân yên lòng. Còn bạn, bạn có muốn Chu Lệ Dĩnh lên xe hoa hay không? We'll be right back.